Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duyên Audio. Trong video này, em giới thiệu một mẫu Omni với mức giá chỉ có dưới 2 triệu đồng, một cái thương hiệu nổi tiếng là hãng Delong. Delong thì là một trong những tên tuổi thương hiệu của Nhật Bản. Dòng này thì lại được sản xuất tại Hàn Quốc, Korea Hàn Quốc các bạn. Đấy. Đây là dòng Omni đa kênh với dòng Omni 5.1 này, 5CH Stereo. Như vậy với chế độ như thế này thì các bác có thể đấu 5 chiếc loa vào cái Omni Delong này để các bác nghe nhạc. Đấy. Dành cho những bác thích đấu nhiều loa và Omni. Omni thì vẫn có chỉnh đủ bass check ở trên Omni trên máy đấy rồi. Đấy. Bass check cộng trừ 10. Mời các bác tham quan nội thất của Omni. Dòng này nó sẽ đánh 10 con sò than. Máy móc thì vẫn bao zin và đây vỉ rẻ mã 24 bit trên Omni đây các bác nhé. Omni thì vẫn có cổng rẻ mã quang, rẻ mã chuẩn 24 bit trên Omni. Các cổng analog gồm có CD này, rất nhiều cổng ở đây này, tuner rồi này. Điện 100V và công suất 175W và lắp ráp tại thị trường của Korea Hàn Quốc. AVC 1500. Các bác có thể đấu 5 chiếc loa vào cái Omni này. Ở đây nó chế độ 5 kênh. Đây là cầu A và cầu B và một cái loa center và một cặp loa surround nữa. Thì như vậy các bác có thể đấu 5 chiếc loa ở đây. Đây em sẽ test luôn các cái đường loa. Đấy. Ở đây có thêm cả thêm cặp surround đây nữa. Đấy, như bác có thể đấu 5 chiếc loa vào cái Omni này. Bây giờ có sự lựa chọn cho các bác, dòng này nó có thể chế ra làm đánh súp hơi. Thì nếu các bác nào mà đánh hai cặp loa, cặp loa A và một thêm cặp ở đây thì nếu mà đường center các bác không dùng đến thì em sẽ đánh gọi là thay đổi tín hiệu để có thể chuyển tín hiệu của súp ra đánh trực tiếp súp hơi ở cái đường center này. Bác nào có nhu cầu đánh súp hơi thì em sẽ các bác bảo em để em chuyển đổi mạch. Đấy. Chuyển đổi này thì chị em chỉ câu mỗi một dây thôi chứ không thêm bất kỳ một linh kiện nào cả. Đấy. Không thêm bất kỳ một linh kiện nào các bác nhé, chỉ câu một cái dây thôi, chuyển đổi tín hiệu thôi thì đánh vừa có thể đánh cái súp điện mà vẫn có thể chế ra được súp hơi, nó sử dụng được cả hai luôn. Đấy. Mà bác nào có súp điện rồi thì em nghĩ là chắc cũng không cần phải chế ra súp hơi nữa. Còn bác nào chưa có súp điện thì em sẽ thay đổi cái đường tín hiệu đây, đánh ra súp hơi ở cái đường center này. Đấy. Loa thì tất cả các loa thì đều từ đánh từ 6 đến 16 ohm thôi nhé. Đấy. 6 đến 16 ohm. Dòng này là sò đó, sò Saken. Saken 1 vít 10 sò. Dòng Delong AVC 1500 này, nếu mà hình thức ở thị trường còn đẹp, ở bên ngoài thị trường họ bán ấy, nếu mà hình thức còn đẹp long lanh hơn thì em nghĩ cái mức giá nó phải trên 2 triệu đồng các bạn. Đấy, nhiều cửa hàng họ bán đến 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi cơ. Đấy. Còn Gummy này thì các bác thấy một vài cái vết nốm đốm như này. Đấy. Em sẽ quay chi tiết kỹ hơn để các bác có thể nhìn qua Gummy này. Em bán chỉ có giá 1 triệu 7 thôi các bác nhé. Đấy. Rất là rẻ. Mặt của nó là mặt màu vàng chanh. Đây, cái đốm đốm như này. Thật ra cái này nếu mà quay xa ra có khi các bác cũng chẳng thấy được mấy đâu. Đấy. Với cái mức giá 1 triệu 7 thì em nghĩ đây là mức giá rất là tốt rồi. Đấy. Nếu mà các bác đánh trong này thì cặp loa chính ấy, cặp loa A, cặp loa chính ấy thì các bác có thể đánh vào cặp loa bass 25 đổ lại. Còn các loa phụ kia, center hay surround ấy thì các bác có thể đánh bằng những loa dòng loa bookshelf, dòng loa tay, dòng loa đấy thì các bác nó thêm lời, thêm check các thứ thì nó sẽ rất là hay để nghe nhạc trên kia Omni dòng Delong đa kênh 5.1 này. Đấy. Omni có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 39, giá là 1.700.000 đồng. Giá rẻ rồi thì em sẽ không bao ship nữa. Tiền ship thì loanh quanh cái tầm 100 đổ về được các bác nhé, rất là rẻ. Đấy. Đấy, bát check đầy đủ hết. Đấy.
đây đang nghe với cả loa bát 30 nhưng mà các bác về thì ghép từ cặp loa bát 23 đến bát 25 thôi thì nó hiệu suất hiệu quả của âm ly nó sẽ tốt hơn. Tiếng ra khá là tốt luôn. Ở đây các bác có thể chọn các cổng tín hiệu này. Cổng rẻ mã là cổng duy nhất có cổng DVD, nó có chữ digital đấy các bác nhé. Ở đây các bác có thể chọn trường input mode này. Các bác có thể chuyển đổi sang dạng analog và digital. Đấy, analog này. Và chuyển sang rẻ mã này. Đấy. Ở đây thì các nói chung cái này là phần đây dimmer là cái chế độ độ tắt cái độ sáng màn hình. Đấy. Ở đây là các cái chế độ xem phim nhưng mà các bác chiếu là để chế độ một là chế độ stereo nghe nhạc hai kênh hoặc là chế độ 5 kênh stereo đấy. Đánh 5 loa các bác nhé, rất là hay luôn. Với mức giá 1,7 triệu thì em nghĩ đây một mức giá rất là tốt rồi. Các bác mua hàng nên để cho em qua số điện thoại 0961 22 5 5. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.